Thanh Thúy xin kính chào quý vị khán giả. Hôm nay Thanh Thúy xin trân trọng giới thiệu quý vị hai quyển sách mới: Con đường đi đến giàu sang và hạnh phúc và bí ẩn của sự thành công do tác giả Nguyễn Thanh Xuân soạn thảo. Hai quyển sách này được biết khá nhiều trên phương tiện truyền thông, báo đài, báo chí và đặc biệt là những cuộc hội thảo thu hút khá nhiều bạn trẻ. Quý vị biết đó thì các nhà văn, nhà thơ thường chọn những cái đề tài như là tình yêu, đất nước, quê hương, con người để thể hiện khả năng cầm bút của mình. Thế nhưng tác giả chọn đề tài là tư duy để là con đường văn chương mới cho mình. Cô chia sẻ cô muốn một thế hệ trẻ sau này sâu sắc hơn, thành công hơn, giàu sang hơn với những lý tưởng sống thật tốt đẹp, đúng đắn. Xin giới thiệu tác giả Nguyễn Thanh Xuân. Em chào chị và xin mời chị gửi lời chào thân ái đến với khán giả đài truyền hình Việt Pay. Xin kính chào tất cả quý vị, chào Thanh Thúy. Thưa chị, thì có một lần em tiếp chuyện với chị đó, thì chị nói là 97% người không đạt được những gì mà mình muốn. Chị có thể chia sẻ lý do tại sao hay không ạ? Đúng vậy em. Khi mà chị đọc sách và cái người tác giả Earl Nightingale, khi mà ông interview phỏng vấn tất cả những người, và câu hỏi thứ nhất là tại sao chỉ có 3% người tự thành công, còn 97% thì phải khắc khoải, tìm kiếm hoài. Thì cái điều dễ hiểu, tức là tất cả những gì mình muốn, mình phải biết mình muốn gì và mình biết mình là ai. Nhưng mà đa số con người không có biết được mình là ai và mình đang muốn gì. Khi mà hỏi cái câu đó, người ta biết mình không thích nhiều hơn là người ta biết những gì mình thích. Và những gì họ muốn thì họ lại không có được một lý cái gì định nghĩa rõ ràng. Và điều thứ hai nữa là con người sống lệ thuộc rất nhiều về những gì người khác nghĩ về mình, và họ sống để mà họ được chấp nhận bởi xã hội. Nếu mà xã hội nghĩ là đúng thì họ làm. Nhưng mà những người thành công là những người mà họ phải làm những gì mà những người thất bại không muốn làm. Và để nói tóm gọn lại chỉ có một chữ thôi, đó là cái thái độ sống. Cái thái độ sống của mình rất quan trọng trong cuộc sống của mình. Những người bi quan thì bất cứ những chuyện gì họ muốn làm, họ đều suy nghĩ tới 99% bằng cách nào những cái gì họ có thể thất bại. Họ nghĩ liền tới những cái chuyện gì họ thể không làm được. Còn những người thành công là họ chỉ dâu có 1% là làm cho họ thành công, họ nghĩ đến điều đó. Và kết luận lại là tất cả những người mà không đạt được những gì họ muốn đó là họ sống vì những cái quan điểm sống và những thái độ sống của họ. Họ lúc nào họ cũng bi quan. Bất cứ chuyện gì xảy ra cho họ, họ tìm cách để họ đổ thừa cho người khác. Và họ tìm cách để mà họ tìm một cái lý do nào đó để họ diễn giải, đặng họ chứng minh rằng là họ không thể nào sống được thành công. Trong đoạn sách thì Thúy có đọc á, thì mình con người sống trên một vũ trụ và tất cả mọi thứ xung quanh đều liên đới bởi đất trời. Nếu chúng ta biết định luật đó và am hiểu định luật đó, chúng ta sẽ dễ dàng kiểm soát hơn và vì thế sẽ đưa đến chúng ta dễ thành công hơn. Thì thưa chị có thể chia sẻ với khán giả là ngôn ngữ của vũ trụ như thế nào và làm sao giữ được mình có thể liên đới được với đất trời ? Câu hỏi này rất hay mà chị cũng rất muốn được trả lời, bởi vì mình sống trong cái vũ trụ đầy trù phú và giàu có như vậy. Mà nếu mà mình không hiểu được cái cách cai quản của vũ trụ và mình không có biết cách liên hệ với vũ trụ thì thất bại 100%. Bởi vì mình sống trong cái thế giới này, mình phải hiểu mình từ xuất phát từ đâu. Trước khi con người được trở thành một cái đời sống của con người trên một cái thể xác, là tất cả mọi người đều là energy. Energy là cái gì? Là một cái nguồn năng lượng mà để cai quản tất cả những cái gì trong vũ trụ, từ cái cây, cái cỏ cho tới cái đập, nhịp đập của con tim. Tất cả những cái gì đều phải sống bằng nguồn năng lượng đó. Và khi mà con người được trở thành một cái thân thể là con người rồi đó, thì cái nguồn năng lượng vẫn còn sống trong em. Và khi mà mình biết sử dụng, mình muốn liên hệ với vũ trụ đó, mình phải biết dùng cái ngôn ngữ của vũ trụ. Nó kêu là the language of the universe. Mà muốn liên hệ là phải dùng qua feeling, là cảm xúc. Người ta không biết, người ta chỉ nghĩ rằng mình sống chỉ là trong cái cơ thể con người không. Nhưng mà họ không biết rằng họ là
một phần của vũ trụ và muốn muốn được vũ trụ đã có tất cả những gì mình đang muốn rồi. Nếu em có thể tưởng tượng đựng trong đầu, tức là đã có trong vũ trụ rồi. Nếu mà không có thì đã không tưởng tượng được. Cho nên muốn liên hệ với vũ trụ là phải dùng cảm xúc của mình. Thứ nhất là phải dùng đầu óc mình để tưởng tượng, và thứ hai là phải dùng cảm xúc. Những cái sự cảm xúc nó sẽ tạo cho mình một cái sự rung động, và nhờ cái sự rung động đó mà vũ trụ sẽ nhận định được cái làn sóng đó. Và khi mình gửi ra cái làn sóng đó, nó có hai cái loại. Một là khi mà em gửi cái làn sóng ra từ cái nguồn yêu thương, những cái gì em yêu thích, em làm cái gì em yêu thích, em rung động, cái luồng làn sóng đó rất là mạnh. Và khi mà vũ trụ nhận được thì sẽ tiếp nhận và gửi lại cho mình những cái gì mình muốn. Nhưng khi người ta, đa số người ta gửi ra những cái làn sóng rất là bi quan, họ có những cảm xúc đau buồn, những cảm xúc ganh ghét, thù hằn, thì những cái làn sóng đó gửi sẽ tạo nhận cho mình cũng y như những cái gì mình gửi ra, là cuộc đời của họ sẽ thấy đầy bi quan. Chính vì vậy khi mình muốn cái gì, mình phải có một cái lòng rung động. Nếu mà em chỉ suy nghĩ bằng đầu óc không, mà em không có sự rung động thì nó chỉ là một cái lối suy nghĩ thoáng qua và không có thể đạt được cái gì cho mình được hết. Nhưng mà nếu em dùng lối suy nghĩ qua đầu óc và cái sự rung động của con tim giao hợp thì nó trở thành một làn sóng rất mạnh. Và khi làn sóng nó gửi ra, nó chính là ngôn ngữ của vũ trụ. Và khi vũ trụ nhận được cái ngôn ngữ của mình nói, bởi vậy khi người ta cầu xin một cái điều gì đó, người ta nói tại sao tôi cầu xin hoài mà tôi không bao giờ được, đó là tại vì họ chỉ nói bằng miệng, họ chỉ lặp đi lặp lại những cái lời nói mà họ không có sự rung động. Phải cảm xúc từ con tim. Và cái rung động đó là cái gì? Rung động đó là cái ngôn ngữ của cái nguồn sinh lực mình đang sống ở trong mình. Không có dùng bằng cái năm giác quan, mà phải dùng cái giác quan thứ sáu, là một cái sự rung động của con tim. Định luật vũ trụ như thế nào, và chị có thể kể ra một vài định luật được không? Có rất nhiều định luật, nhưng mà nếu mà mình kể ra thì không đủ, thì giờ chị chỉ mention nói ra năm định luật chính, cái căn bản nhất mà con người có thể tạo dựng cho mình tất cả những cái gì mình có thể muốn và có thể đạt được. Đó là thứ nhất là luật thu hút. Cái luật thu hút này rất quan trọng, mình nghe hoài mà mình không để ý đến. Thí dụ như luật thu hút là trèo cao thì té xuống, hay là bất cứ cái gì em để lên cao thì cũng rớt xuống, nó bị thu hút bởi cái vũ trụ này. Nhưng mà cái sự thu hút đó chỉ là sự thu hút về những cái mà có thể thấy bằng mắt. Còn những ý nghĩ và cái sự rung động của mình là cũng là một cái thu hút, nhưng mà nó thu hút về những cái gì mình không thể thấy, nhưng mà nó cũng mạnh như vậy. Thì khi mà mình biết sử dụng cái luật thu hút này á, thì tất cả những cái gì mình gửi ra, mình phải gửi ra bằng cái niềm rung động, một cái làn sóng, và cái luật thu hút đó sẽ gửi lại cho mình tất cả những gì mình muốn. Và cái luật thu hút này rất là chính xác, 100%, không thể nào sai. Cái định luật thứ nhì là định luật mang ơn. Cái lòng tiếng Mỹ kêu là gratitude. Bất cứ những cái gì mình có trong cuộc sống, mình phải có một cái lòng mang ơn. Bởi vì nếu mà mình chỉ nghĩ tới những cái điều gì mình không có, mình than phiền, mình complain, hay là mình không có vui, thì tất cả những cái điều đó nó sẽ càng thu hút cho mình càng những cái gì mình không chưa có. Nhưng mà mình càng có nhiều cái lòng mang ơn cho những cái gì mình đang có. Thí dụ em có một cái sắc đẹp, em có một cái lời ăn tiếng nói, em có một cái khiếu gì đi nữa, tuy là chưa có tiền, chưa có danh vọng, nhưng mà mình cảm ơn những cái gì mình có trước, thì tự nhiên mình sẽ thu hút được những cái gì mình muốn. Cảm ơn sự chia sẻ của chị. Kính thưa quý vị, giàu sang, thành công và hạnh phúc đều gói ghém trong hai quyển sách này mà chị tác giả Nguyễn Thanh Sơn khao khát muốn chia sẻ cho tất cả mọi người chúng ta. Xin quý vị hãy ủng hộ hai quyển sách của chị với giá là 25 đồng. Mọi chi tiết order xin liên lạc số điện thoại 408-679-1400. Xin nhắc lại 408-679-1400 hoặc vào trang web xuanthanhnguyen.com. Thanh Thúy xin mời chị gửi lời chào thân ái đến với khán giả. Xin kính chào tất cả quý vị, và hy vọng là với những cái kiến thức của tôi có, thì nếu mà quý vị áp dụng tất cả những cái điều này vào trong cuộc sống hiện tại ngay bây giờ thì cũng có thể làm cuộc sống của mình thay đổi. Một lần nữa Thanh Thúy xin kính chúc quý vị thành công, giàu sang và hạnh phúc, và nhất là tìm được một lý tưởng sống
cho quý vị sau khi đọc hai quyển sách này nhé. Thanh Thúy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong talk show lần tới.